Đào Chiến Việt chào tất cả các anh em đang theo dõi video. Và trong khuôn khổ cái video này thì mình xin chia sẻ về một cái vấn đề mà anh em chúng ta nuôi chim thường gặp phải. Đó là cái hiện tượng con chim nó bị căng thẳng, stress về mặt tâm lý, mà trong cái quá trình nuôi bỗng dưng một ngày chúng ta cảm thấy con chim của chúng ta nó chơi không như ý, phong độ có vẻ như là giảm sút, hoặc là các bạn thấy con chim của chúng ta sẽ dần nhạt điện hoặc mất điện đi, hoặc là ăn uống kém đi, cảnh ăn hơn, khó ăn hơn đấy. Con chim cảm nó có cảm giác nó buồn buồn, hoặc là nó không đạt cái phong độ như thường ngày đó. Thế ở đây nó có nhiều nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới cái phong độ của con chim, ảnh hưởng tới cái tâm lý căng thẳng, stress của cái con chim. Ví dụ như là gì ạ? Do áp lực thi thố quá nhiều, hay là một chặng đường dài mệt mỏi vận chuyển con chim, thay đổi chủ nuôi, môi trường nuôi, vân vân. Đấy. Thì với cái trường hợp này thì chúng ta có thể là thay đổi, cải thiện bằng một cái gợi ý cho các bạn như ở phía sau của mình đây. Đó. Và các bạn có thể thấy một gợi ý cho các bạn, đó là phía sau của mình các bạn đang thấy đây là một chiếc lồng tập lực, lồng chạy đất nha các bạn, đang sử dụng ở nhà của mình. Đây là cải thiện cái tâm lý, giảm cái căng thẳng cho các chú chim chơi ở nhà. Sau đây thì mình mang một con mi vào, mình cho nó vào lồng lực cho các bạn xem. Đây, đang hót ở ngoài. Đó, các bạn thấy. Đây là chiến binh hay nuôi thi của nhà nhé. Đấy, các bạn thấy đây. Đây là mình sẽ cho các bạn là thấy để cho con chim vào được một lồng lực như thế này, chúng ta cần chuẩn bị những cái gì. Đó. Đây, trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị một lực. Một cái lồng lực này các bạn có thể là như ở đây, kích thước tầm khoảng 1m8 đến 2m nha các bạn. Đấy, phía bên dưới này thì phía bên dưới này thì các bạn có thể giải cát, giải đất đồi nhé, sỏi nhỏ, hoặc là một vài cái cỏ mình để ở trong này. Đấy, mình bỏ cái áo ra đây, mình trào màu xòe. Đây, và mình sẽ để, mình không để cầu nhé các bạn, và mình sẽ để ba cái viên gạch thì cố gắng là các bạn lấy gạch cũ cho mình. Đấy, gạch cũ, đừng lấy gạch mới thì mới nó sợ nhé. Đây, các bạn nhìn đó. Và các bạn có thể giải những cái tấm gạch có xi măng như các bạn nhìn thấy đây này. Đây, sẵn tiện mình bóc luôn ở dưới cái sàn nhà lấy 1-2 miếng. Đấy, để mình cho nó vào đây. Các bạn nhìn đây, để mình bỏ cái con chảo màu ra, mấy con chảo màu nó hoác gì quá. Rồi, đây các bạn. Đấy. Sau khi mà đã chuẩn bị lồng lực xong rồi nhá. Đấy, chuẩn bị lồng lực xong rồi này. Đấy, thì khi cho con chim đang ở lồng nuôi vào cái lồng lực như thế này thì rất có thể nhiều khi nó, con chim nó sẽ sợ, nó không dám vào và nó sẽ bay vòng quanh cái lồng ở phía trên này. Do vậy là gì? Cần trấn tĩnh tinh thần cho nó khi vào lồng mới. Đấy, cám nước các bạn chuẩn bị đầy đủ nhá, cho 1-2 con sâu, con dế vào đây. Phía thằng này các bạn có thể để những con chim khác cho mình, ví dụ như có thể con chào mào, con chích chòe hay là con gì đấy. Đấy, đặt bên phía dưới này cho mình. Đấy, để làm sao cho con chim nó có nhiều con chim khác nó trấn tĩnh hơn. Tiếp theo là các bạn có thể đặt con mái bên cạnh cho mình. Đây, chuẩn bị cho mình một con mái. Đấy. Chúng ta để khi cho vào một cái lồng lạ thì con chim sẽ dễ dàng nó trấn tĩnh ngay. Đấy, nó trấn tĩnh ngay. Nếu bạn nào mà mới cho vào ấy, con chim nó còn bay ở phía trên những cái vanh lồng ấy, thì cứ bình tĩnh kệ nó, một chút nó sẽ quen nhá. Thì nó đang có cầu đậu, mà nó không có cầu đậu nó sẽ bị nó sẽ hoảng. Rồi, đặt sẵn con mái ở đây cho mình, ok chưa? Rồi, đây mình sẽ cho con trống vào nhé.
các bạn thấy chưa? Bay vào rồi. Nó sẽ lạ lầm một chút rồi nó sẽ xuống. Lưu ý với các bạn nhé, đó là cái việc chúng ta tập lực như thế này này, chúng ta phải để ý chủ nuôi phải cân đối cái thể lực của con chim. Ví dụ một tuần các bạn có thể tập lực cho mình 2 đến 3 lần và mỗi lần các bạn thả từ buổi sáng cho đến buổi chiều. Nhưng tuy nhiên không phải là cứ thả vào đây là con chim nó khỏe đâu các bạn. Đó, chúng ta phải cân đối xem con chim của bạn nó có năng động hay không. Nếu mà nó năng động thì tập lực không cần nhiều. Nếu như các bạn con chim của bạn nuôi lâu năm rồi nó ù lì, nó ít vận động thì chúng ta hãy tập lực nhiều hơn. Đó. Cái việc mà chúng ta thả vào một cái lồng đất lồng lực như thế này sẽ tạo một cái không gian tự nhiên thoải mái nhất cho con chim. Đấy. Tự nhiên thoải mái nhất cho chim. Đó. Và để cho con chim nó vận động một cách tự nhiên, con chim của bạn nó sẽ béo, khỏe, ăn tốt hơn, giảm thiểu cái căng thẳng, stress mặt tâm lý. Các bạn chỉ thấy một chút nữa thôi, con chim này nó sẽ xuống dưới sàn, nó sẽ xuống dưới sàn. Đấy. Nào, sẽ lên. Trong đây là những cái con xòe, có vài con chưa kéo ra. Đó, các bạn thấy chưa? Nó sẽ xuống và nó sẽ đi bới đất, bới cát. Nó sẽ lấy lại bình tĩnh khi mà có những con chim khác ở vòng quanh như thế này. Và xin trả lời một số câu hỏi các bạn, là một số bạn hỏi là anh ơi ở nhà em không tập lực có được không? Được, không sao cả các bạn ạ nhá. Nhưng tuy nhiên ở đây thì mà mình sẽ dùng tập lực cho những con chim đi thi đấu, hoặc là những con chim mà qua một quá trình dài nó phải thi đấu mệt mỏi căng thẳng, thì mình sẽ sử dụng cách này để mình giảm tải cái căng thẳng, tạo tâm lý tốt cho nó. Thì mình nhắc lại là có nhiều cái vấn đề để liên quan đến cái con chim. Ví dụ như nó bị căng thẳng. Ví dụ như chơi không tốt, không đạt yêu cầu, chim chưa có lực, chim gầy, yếu, bỏ ăn, không chịu ăn. Thì nguyên nhân về mặt căng thẳng thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra thì nó còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Nhưng tuy nhiên thì trong video này mình sẽ nhấn mạnh lại với các bạn là mình chia sẻ về cái khâu giảm thiểu cái căng thẳng tâm lý cho con chim của chúng ta nuôi. Đấy. Vì nhiều anh em là thấy con chim chúng ta yếu buồn rồi thì nó không chơi được phong độ, rồi thì nó sinh ra nhiều cái vấn đề lỗi vặt khác nhau mà chưa rõ nguyên nhân. Thì cái vấn đề về căng thẳng cho con chim sẽ được xem xét tới, và chúng ta cần phải giải tỏa cái vấn đề đó. Và thực tế cho thấy khi mình tập luyện cho chú chim như thế này, mình tạo không gian tự nhiên cho chim, thì con chim nó thoải mái hơn, nó tự tin hơn, và nó con chim sẽ ăn tốt hơn. Đấy. Thể lực tốt hơn. Đấy. Khỏe hơn và sẽ đều đặn hơn. Con chim nó thoải mái, nó tự nhiên thì dần dần nó sẽ chơi tốt, giữ gìn phong độ tốt, ăn uống tốt. Đấy. Đặc biệt trong cái thời điểm giao mùa nắng nóng như hiện tại này này, thì nhiều con chim nó bỏ ăn, bỏ uống, yếu, vân vân. Thì cái vấn đề tạo một không gian nó thật sự là an toàn, yên tĩnh để tạo tâm lý tốt cho chim là một cái điều rất quan trọng. Đấy. Tránh các trường hợp con chim nó bị căng thẳng, stress là nó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác. Đó.
đấy. Sau khi nhá, sau khi mà con chim đã yên tĩnh như thế này rồi thì chúng ta không cần dùng những cái con mái nữa, chúng ta có thể cất con mái ra đi. Đấy, cất con mái đi và để cho một mình ở nhà đấy. Như các bạn thấy ở đây này thì không, nhà mình thì nuôi chim từ tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 cơ. Nhưng đợt này rất là nóng, mình bỏ một chút xuống đây. Thế ngoài ra còn tầng 4 có vài con, tầng 3 có vài con nữa cơ. Đấy nha các bạn. Video này thì mình sẽ tiếp tục và chia sẻ tiếp trên kênh Cám Chim Đất Việt, kênh YouTube hoặc là Facebook. Và các bạn thấy đấy, khi mà cho vào cái lồng lực đất cát sỏi như thế này thì cái móng mỏ của nó sẽ đẹp dần theo thời gian luôn các bạn. Đây nó đứng lên cái sàn bê tông này sẽ đẹp 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 luôn. Đấy, đẹp luôn nha các bạn. Đó. Đây các bạn nhìn. Đấy chưa? Nó thà rác, thà cây, thà cối vân vân. Đấy, con chim nó rất là tự nhiên, nó sảng khoái. Và cứ như vậy thôi, một tuần các bạn tập lực cho nó 2-3 lần tùy vào thể trạng của chim nhé. Và đây là dùng cho những con chim thuần nha các bạn. Đấy. Thế còn là chim bổi thì tốt nhất là các bạn đừng có thả vào những cái lồng rộng lớn như thế này, đi đuổi chim nó mệt lắm nha các bạn. Đấy, các bạn để ý giúp mình. Đấy. Đây là giảm thiểu căng thẳng, stress cho những các chú chim trong quá trình nuôi dưỡng. Ví dụ ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân. Đấy, mình nhắc lại, ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân, ví dụ như là do áp lực thi đấu, do thay đổi môi trường nuôi. Cám Chim Đất Việt chào tất cả các anh em đang theo dõi video nhé. Hiện tại thì các bạn đặt cám chỉ gọi qua hai cái số điện thoại mà mình đã chia sẻ ở trên phần tiêu đề hoặc ở đây. Thì các bạn đây là mình đang đóng cám, tiện thể chia sẻ cho các bạn luôn. Đấy. Với Cám Chim Đất Việt, đấy, đây là Cám Chim Đất Việt nhé. Và mình là chủ kênh YouTube. Và với hai số điện thoại này các bạn liên hệ với mình qua hai cái số điện thoại ở đây. Đấy, bạn nhìn rất là rõ nhé. Đó. Nhiều anh em thì rất hay nhầm với một số cái kênh khác, thì hôm nay chia sẻ với các bạn như vậy để làm sao cho anh em tới được đúng địa chỉ của nhà mình. Đấy, hôm nay đang đóng cám đây, mì chòe màu và gáy gửi cho anh em. Đó, quay trực tiếp tại nhà luôn. Bạn nào ở gần, ở gần thì qua trực tiếp nhà mình ở đây, ngõ 245 ngách 167 nhà số 4 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, qua trực tiếp nhà lấy giúp mình. Đấy. Ở xa thì bên mình miễn phí ship trên toàn quốc. Sau đây thì sẽ chia sẻ những cái sản phẩm trực tiếp của Cám Chim Đất Việt, không qua bất cứ một khâu trung gian đại lý nào. Các bạn gọi điện trực tiếp đặt hàng giúp mình. Đấy. Ở đây là đây, nhà mình đang đóng gói cái sản phẩm cám mi chòe màu. Đây. Đấy. Đây là đang gói này các bạn. Cám mi chòe màu bên mình thì 200.000 một kg. Miễn phí ship tận nhà luôn. Đấy. 1 kg thì được 4 gói mình đang cầm ở trên tay đây. Đấy. Và lưu ý lại cho các bạn, gọi điện trực tiếp qua số điện thoại đặt cám giúp mình. Và các bạn có thể kết nối với Cám Chim Đất Việt theo kênh YouTube này, là Facebook Cám Chim Đất Việt này, hoặc là qua cái website camchimdatviet.com. Đấy. Ví dụ ở đây là những cái đơn hàng này anh em đặt này. Đây các bạn nhìn. Đấy, đây cám chào màu nhá các bác. Đấy, lấy theo cân thì đây. Đấy. Các bạn có thể lấy theo gói cũng được. Ví dụ như anh em nào mà nuôi mi chòe màu và gáy lấy theo gói đi. Để làm sao được từ 1 kg là được miễn phí rồi, 1 cân là 4 gói. Đấy mình lấy ví dụ như là đây. Ví dụ đây là một số anh em của Hải Phòng lấy cám mi đây, lấy 1 ký thì đóng thành như thế này, 200 miễn phí rồi. Đấy. Hay là có đây, ra phía bên này. Bên này có những anh em lấy nhiều hơn thì đây. Đấy. Đây là anh em của thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy. Anh em lấy mấy ký thì sẽ thành các bịch như thế này. To đủ. Đấy. Đây anh em cũng lấy mấy ký luôn, một luôn này các bạn. Đấy. To như thế này. Đấy, quay cho các bạn xem nhé. Đấy. Đây. Đây là anh em của Lào Cai lấy mấy ký đây, mi chòe đây. Đấy.
Ngoài ra thì cũng có một số các anh em lấy có thể là nửa ký cũng được. Nửa ký thì nó mất thêm một khoản phí ship nho nhỏ. Đấy, nửa ký. Đây là một ký. Đấy. Để mình lấy cái đơn nửa ký cho các bạn xem nhé. Đây rồi. Đấy, đơn nửa ký của anh em Thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy. Nửa ký đây. Đó. Đấy thì ở đây còn rất nhiều các đơn khác của anh em nữa. Đấy. Thì vừa qua thì để tránh cái trường hợp nhầm lẫn của với các kênh khác nhé, thì mình xin nhắc lại, Cám Chim Đất Việt chỉ nhận đơn đặt hàng qua hai số điện thoại như các bạn thấy ở đây, 0908070555 và 0944114410. Đó. Không qua bất cứ một khâu trung gian đại lý cửa hàng nào. Như vậy các bạn đặt cám cứ gọi điện trực tiếp cho nhà mình, sẽ gửi trực tiếp tới tay anh em trên toàn quốc. Trên tinh thần là mình vừa chơi, mình vừa bán, chia sẻ cho tất cả các anh em. Do vậy là các bác cứ yên tâm. Đó. Đây. Rồi rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đóng gói để gửi cám tới cho anh em trên toàn quốc. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh em đã tin dùng, ủng hộ sản phẩm Cám Chim Đất Việt. Chúc anh em một ngày mới sức khỏe, vui vẻ và đam mê. Xin chào tất cả các anh em đang theo dõi video nhé.